have to get away from the Babylon. Get away. Nên Tân Phong cài lại khu này là tầm toàn là khu này nổi tiếng sầu riêng à, mít à, sầu riêng là nổi tiếng nhất, nhưng mà đây người ta cũng hay trồng mít, trồng chôm chôm, đây có cây xoài nè, nhiều lắm. Đây trái cây bạc ngàn. Ủa mồi đâu khoa? Chưa có mồi, không mang mồi theo hả? Để ấy mồi. Ngon, rộng rãi, trống lóc. Cặp bé này còn mát, muốn giả được không này? Stop water. Hả? Stop water. Stop water. Sure, ok. Ủa có chơi mấy ngang được chơi. Dạ dạ. Ủa anh giờ mình mua sầu riêng đâu được ta? Anh mua dùm, mua dùm vài ký. Để em về hỏi ông chú rồi chứ qua được qua tới còn không? Giờ còn không? Có. Con chín cây mà để em gửi tiền nha. Để em gửi tiền. À khoan, để anh có thì gửi chú anh quay lại. Dạ dạ. 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 Cỡ 5-6 ký gì cũng được. Dạ. Đi câu mới ném có mấy đường, nghe chủ đầm nó ra kêu là cái hồ này mới bắt cá hết. Bó tay. Vậy mà Khoa nó dẫn đi. Nó đâu biết đâu. Dẫn vô đây giờ không có cá. Không có cá giờ làm gì mọi người? Tập đánh skipping, tập câu chứ biết sao giờ. Nó kêu cái hồ này nhiều cá lắm, đen thôi, đỏ hay quên đi. Nó đi câu mà nhìn mấy cái chai, mấy cái lon mà nó nổi nổi vậy là biết rồi. Thằng là câu ngâm, câu mót đi. Nói chung là cái clip này up lên để cho YouTube nó, bữa giờ mình không có đăng clip á thì nó bật, nó để cái chế độ mình giống như mình nghỉ vậy đó, thì đăng tạm thôi. Có gì anh em coi cho vui đừng giận, không có cá cũng đừng giận.